Vâng, chúng ta sẽ tiếp tục vào bài học tiếp theo. Bài học này tôi sẽ nói về kỹ năng đàm phán dành cho dân sale. Video trước tôi có nói về kỹ năng thuyết phục, đúng không ạ? Còn kỹ năng đàm phán này cũng sẽ gần gần giống với kỹ năng thuyết phục. Tuy nhiên, đàm phán ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là cái mức độ và cái cảm nhận về từ khóa có lẽ là nó sẽ cao hơn, chất hơn một chút, đúng không ạ? Vâng, thế thì thông thường khi nói về đàm phán, người ta sẽ thường nói về cái quá trình thảo luận, thương lượng, đúng không ạ? Thuyết phục, nhưng mà dành cho những cái hợp đồng, những cái sự việc kinh doanh có lẽ là lớn lớn một chút. Đó, ý tôi là như vậy. Thí dụ như là hôm nay công ty A với công ty B ký với nhau một cái hợp tác chiến lược rằng là bên A sẽ nhận hàng của bên B phân phối cho bên B, đúng không ạ? Hay là bên A sẽ sử dụng dịch vụ của bên B. Đấy, hay là cùng hai bên cùng nhau tạo ra một cái sản phẩm mới cho thị trường. Ví dụ như thế thì như thế thường là chúng ta sẽ tiến hành đàm phán hợp đồng, thảo luận hợp đồng chiến lược. Đó. Thế thì các bên lúc này sẽ được thảo luận với nhau bằng các cái bản hợp đồng và ký kết các cái bản hợp đồng ghi nhớ và các bản hợp tác chiến lược. Sau đó thì khi mà hai bên bắt đầu đã đặt các vấn đề với nhau rồi thì sẽ tiến hành các cái cuộc đàm phán song phương, đúng không ạ? Ví dụ như là người giám đốc kinh doanh của công ty A sẽ gặp giám đốc kinh doanh của công ty B, hoặc là những cái vị trí tương đương. Đấy, hay là CEO của công ty A sẽ gặp phó giám đốc của công ty B để hai bên bắt đầu thảo luận với nhau, đàm phán với nhau và thậm chí là đàm phán một cách chính thức và nghiêm túc, có đúng không ạ? Ý tôi muốn nói là gì? Hai bên sẽ đưa vào bàn làm việc, đấy, sẽ thiết lập các cuộc hẹn để sau đó thảo luận với nhau về các cái vấn đề mà hai bên quan tâm. Vậy thì để đàm phán thành công thì chúng ta sẽ cần phải có những nguyên tắc, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta cần phải chuẩn bị các cái điều khoản, chúng ta cần phải chuẩn bị các cái vấn đề về liên quan đến hợp đồng, chúng ta phải soạn sẵn hợp đồng mẫu và chúng ta chuẩn bị luôn cả những cái kịch bản để đàm phán, đúng không? Các kịch bản đàm phán ở đây sẽ bao gồm là gì ạ? Các cái điều khoản để chúng ta có thể là nhượng bộ được cho đối tác, cái gì chúng ta cho được và cái gì chúng ta không cho được, thời gian chúng ta đàm phán chúng ta nên lịch dự kiến là bao nhiêu lâu, mất 3 lần, mỗi lần mất bao nhiêu lâu, đúng không ạ, hay mất 5 lần, và mỗi một cuộc đàm phán kéo dài ra bao lâu, địa điểm ở đâu, hai bên sẽ phải thu xếp, điều khoản nhượng bộ là gì, đúng không ạ, và điều khoản không nhượng bộ là gì. Đấy, bao nhiêu phần trăm các bạn nghĩ rằng là cái cuộc đàm phán này diễn ra thành công, và chúng ta sẽ làm thế nào khi mà đàm phán đi vào bế tắc, chúng ta cần phải đưa ra các kịch bản. Thế thì hiện nay tôi muốn nói các bạn là về cái kỹ năng đàm phán thì người ta sẽ là thiên về cái đàm phán gọi là đàm phán win-win, tức là cả hai bên đều phải chiến thắng các bạn nhé, chứ không phải là mình thắng còn đối tác thua, hay là mình thắng và khách hàng của mình thua. Đấy, đàm phán ở đây là phải là win-win, chúng ta cùng chiến thắng. Chúng ta cùng chiến thắng tức là như nào? Tức là chúng ta đưa ra những cái điều khoản rất là hợp lý để làm sao mà hai bên cùng làm được, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Và cái quá trình đàm phán ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta tưởng tượng quá trình đàm phán là hai bên sẽ ngồi dọc với nhau các cái mỗi bên ngồi ở một bên bàn làm việc. Đấy, luật sư hoặc là những cái bộ phận có liên quan có thể sẽ phải tiến hành đàm phán rất là lâu đối với những cái hợp đồng lớn, và trò chuyện với nhau rồi thảo luận với nhau, trình bày với nhau, sau đó đưa đến những cái việc là ký kết, đúng không, ký kết hợp đồng hợp tác. Thì chúng ta có thể tưởng tượng ra một cái quy trình tương tự như vậy để chúng ta đàm phán. Thế còn chúng ta thông thường hiện nay những cái dân sale thì thường hay đàm phán trực tiếp với khách hàng, chẳng hạn như là hợp đồng mua nhà, hợp đồng mua xe, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng chữa bệnh ở nước ngoài, vân vân. Đấy thì thông thường trong quá trình đàm phán của dân sale thì hay có cái thuật ngữ gọi là cắt máu. Cái thuật ngữ cắt máu ở đây là vui vui, tức là một cái thuật ngữ là nói rằng là dân sale sẵn sàng là cho những cái phần hoa hồng, phần lợi tức của mình cho khách hàng để khách hàng dễ dàng ra quyết định mua hàng hơn. Và đây cũng là một cái thực tế mà hiện nay những người như bán ô tô hay bán bất động sản hay là bán bảo hiểm vân vân và nhiều ngành khác rất là đau đầu, bởi vì là sản phẩm thì như nhau, mức chiết khấu thì như nhau, nhưng mà một số sale vì muốn bán được hàng
vì muốn có được doanh số cho nên họ sẵn sàng cắt máu của mình, tức là thậm chí cho hết toàn bộ phần hoa hồng của mình, bán xong một thô một hồi thì quay lại thấy là mình không còn đồng nào, thậm chí có những thương vụ mình còn bị lỗ. Thì tôi cho rằng đấy là cái quá trình đàm phán là không hiệu quả và chúng ta vi phạm những nguyên tắc. Thế còn cái quan điểm là có nên cắt máu hay không thì tôi sẽ để cho các bạn tự quyết định. Đấy, cái quá trình đàm phán ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó cũng gần giống với cái phần thuyết phục, nhưng mà như tôi nói là nó sẽ khác biệt một chút, đấy là nó thường dành cho các hợp đồng lớn và nó có tính pháp lý cao. Đấy, những người đàm phán thì chúng ta cũng rất là chuyên nghiệp, từ lời ăn tiếng nói, phong thái, tác phong làm việc, đặt các lịch hẹn và kết quả chúng ta đạt được, đấy là cái sự thỏa thuận hợp tác, và sau đó thì chúng ta thúc đẩy cái quá trình hợp tác đó. Thí dụ như ngày xưa chẳng hạn như là tôi đi đàm phán với các cái đối tác có sẵn chuỗi về thời trang trẻ em, thì chúng tôi bán sản xuất, nhập khẩu và phân phối những mặt hàng thời trang trẻ em bao gồm giày dép trẻ em và quần áo trẻ em, và chúng tôi có một chuỗi có 20 cửa hàng đó. Thế thì chúng tôi muốn phát triển thêm cái kênh thì chúng tôi phải đàm phán với đối tác là những cái đơn vị mà chúng ta cũng bán các cái sản phẩm thời trang trẻ em và hoặc là siêu thị đồ mẹ bé. Thế thì chúng tôi vào chúng tôi phải đưa cho người ta một cái bản chào, đấy là chiết khấu là như thế này, hợp đồng hợp tác là như thế này, có thể đổi trả như thế này, rồi được hỗ trợ chương trình marketing, được đào tạo nhân viên như thế này. Hai bên phải thảo luận với nhau rất nhiều ở trong cái bàn làm việc, nhiều lần người ta cân nhắc lợi ích, tính toán thì người ta mới ra quyết định mua, người ta mới ra quyết định hợp tác, đúng không ạ? Vâng. Vì thế trong cái quá trình đàm phán thì chúng ta phải tìm ra những điểm chung, chúng ta cùng phải xem là những điểm mấu chốt của vấn đề mà đối tác người ta sẽ quyết định sử dụng dịch vụ của hợp tác với chúng ta là như thế nào, bản thân họ là những người như thế nào, họ thích những cái điều gì, chúng ta phải tìm hiểu rất kỹ lưỡng để chúng ta đàm phán, để chúng ta ký được cái hợp đồng đó và chúng ta sẽ triển khai hợp đồng đó. Chúng ta cũng nên lưu ý rằng là cái việc ký hợp đồng thì cũng không phải là quá khó, nhưng mà để triển khai được cái hợp đồng như thế nào cho nó hiệu quả, cho nó hiệu suất thì chúng ta cần phải là tính đến cả cái chuyện sau đó nữa. Cái bản hợp đồng đấy là cũng phải tính đến cả cái chuyện sau đó nữa, là sau khi mình ký xong mình triển khai các bước như thế nào nó mới là quan trọng, đúng không ạ? Vâng. Thế thì trên đây là một số những gợi ý căn bản dành cho một cái kỹ năng gọi là kỹ năng đàm phán dành cho dân sale. Thì tôi muốn đưa cho các anh chị một số những ý tưởng như vậy để các anh chị hình dung ra và tập dượt cho mình. Nó gần giống với cái kỹ năng thuyết phục, bao gồm cả lời ăn, tiếng nói, sự chuẩn bị về tài liệu, và sự chuẩn bị về con người, nhân sự, sự chuẩn bị tất cả mọi thứ, đúng không? Cái này nó chỉ khác một chút, đấy là cái quá trình đàm phán nó sẽ là face to face, tức là trực tiếp, đúng không? Và thảo luận những cái vấn đề rất là quan trọng của hai bên. Thế thì chúng ta cần có các kịch bản, chúng ta phải có những người đàm phán tốt, xử lý vấn đề một cách linh hoạt tại trên bàn làm việc luôn, bởi vì đàm phán thì nó sẽ thường là sẽ xử lý ngay tại chỗ, đúng không? Và còn nếu cái gì mình không xử lý ngay được tại chỗ thì mình xin phép ra ngoài gọi điện nhận viện trợ và sau đó mình trả lời cũng không sao. Ok, thì chúng ta tạm thời kết thúc cái video nói về kỹ năng đàm phán dành cho King of Sale như vậy được chưa ạ? Vâng, tên tôi là Phan Anh và rất vui được chia sẻ với anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.